Dâu, mẹ khó chịu vô cùng. Giặt đồ sao đẩy mùi hôi chua dữ vậy? Thấy tác hại chưa con? Yên tâm, để mẹ chỉ bí kíp giữ quần áo cả gia đình. Thơm thật thơm bất chấp nắng mưa luôn. Dạo này ngoài kia quá trời nước giặt giảm giá rẻ. Con đừng thấy rẻ mà ham nha. Tiền nào của đó, mẹ mua về mới thấy hối hận. Vì vừa lỏng mà còn không sạch không thơm. Vậy chứ loại nào vừa rẻ vừa chất lượng mẹ? Lại đây mẹ chỉ cho. Nước giặt xóm hương thiên nhiên mới này mẹ đang có hai loại luôn. Bịch màu hồng là hương hoa cỏ dịu kỳ ngọt ngào. Còn bịch màu tím là hương hoa cỏ huyền bí sang trọng. Loại này có tinh dầu thiên nhiên 100%. Nên con cứ yên tâm là vừa thơm tươi mát, vừa lưu hương lâu nha. Mặc áo là con cảm giác như mới bước ra từ khu rừng hoa vậy đó. Chất lượng vậy mà giá rẻ cực kỳ. Ở Bách Hóa Xanh đang có chương trình mua 2 túi 3kg 3. Giá chỉ có 99k một túi, xài thả ga luôn nha con. Giặt xong con phải phơi vàng quần áo ra như vậy. Đừng có để dồn thành một khối, không là bị ám mùi ẩm mốc nha. Từ giờ đâu cần lo mùa mưa ẩm mốc nữa. Vì sự thơm tho đã ngấm vào từng sợi vải. Muốn trồng thơm như hoa thì dùng nước giặt xóm hương thiên nhiên nha. Kèo bao thơm chốt liền con ơi. Thử thử đi con thích hồng hay tím?